Như thường lệ, tiếp sau bản tin thế giới 360 độ là phần điểm tin báo chí. Thưa quý vị, theo nguồn tin của Vietnamnet, 7 giờ 30 phút ngày 29 tháng 3, xe Toyota biển xanh chở ông Lê Hòa Bình, sinh năm 1970, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, chạy trên cao tốc Trung Lương hướng về Tiền Giang đã bị nổ lốp sau, tông vào giải phân cách trong làn dừng khẩn cấp rồi lật nhào. Tai nạn nổ lốp trên cao tốc là nỗi lo chính của những tài xế lần đầu di chuyển trên loại đường này, do tốc độ cho phép có thể lên đến 120 km/h. Vậy đâu là nguyên nhân gây nổ lốp xe ô tô? Cách khắc phục ra sao để có những chuyến đi an toàn? Báo Vietnamnet có bài viết lý giải cho vấn đề này. Trao đổi với phóng viên báo Vietnamnet, các chuyên gia ô tô cho biết lốp xe non hơi, lốp quá cũ cộng với các tác nhân như nhiệt độ, áp suất do chạy tốc độ cao, xe chở vượt tải trọng, cán phải vật sắc nhọn hay vấp ổ gà là những nguyên nhân chính dễ dẫn đến phát nổ lốp xe ô tô. Các chuyên gia khuyến cáo các lái xe nên thường xuyên thực hiện việc đăng kiểm ô tô đúng thời hạn, còn phải kiểm tra thay lốp mới đạt tiêu chuẩn và kịp thời. Một thông tin tài chính được báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đăng tải thu hút sự quan tâm của dư luận liên quan đến chính sách giảm thuế VAT, thuế giá trị gia tăng. Thưa quý vị, đầu năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15, quy định việc giảm thuế VAT đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% sẽ được giảm xuống còn 8%, áp dụng hết năm 2022, trừ nhóm hàng hóa dịch vụ như viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán. Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đăng tin, để đảm bảo thực hiện thống nhất nội dung Nghị định 15, Bộ Tài chính đã có công văn 2688 hướng dẫn thời điểm lập hóa đơn giá trị gia tăng và các nhóm hàng dịch vụ không được giảm thuế VAT. Theo đánh giá của Bộ Tài chính, chính sách giảm thuế VAT này có thể khiến ngân sách giảm thu khoảng 49.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền thuế này sẽ giúp doanh nghiệp, tổ chức và người dân vượt qua khó khăn do tác động của đại dịch, từ đó phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh. Cũng đưa tin về lĩnh vực tài chính, báo Dân Trí cho biết, dự kiến nghĩa vụ trả nợ của chính phủ giai đoạn 2022-2024 là gần 1,2 triệu tỷ đồng. Trong đó, trả nợ trực tiếp là hơn 1 triệu tỷ đồng, trả nợ cho vay lại là 145.500 tỷ đồng. Trả lời báo Dân Trí, Bộ Tài chính cho biết, trong trường hợp thị trường vốn biến động bất lợi, chính phủ phải tăng lãi suất vay hoặc huy động công cụ nợ kỳ hạn dưới 5 năm, để đáp ứng nhiệm vụ vay cho kế hoạch tài chính quốc gia và vay trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025 và cho chương trình nghĩa vụ trả nợ của chính phủ sẽ điều chỉnh tăng tương ứng. Kết hợp với việc áp dụng các chính sách miễn giảm thuế để thực hiện chương trình, Bộ Tài chính nhìn nhận, chỉ tiêu nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của chính phủ so với thu ngân sách giai đoạn này có thể có năm tiến sát 25%. Ở trường hợp có biến động rủi ro lớn, Bộ Tài chính sẽ báo cáo Chính phủ để kịp thời báo cáo Quốc hội xem xét quyết định. Báo Thanh Niên hôm nay có một thông tin cũng rất đáng được quan tâm, đó là hiện có nhiều bộ phim nước ngoài có chứa hình ảnh đường lưỡi bò đăng tải trên nhiều trang mạng của Việt Nam. Danh sách đen của các bộ phim trên khá là nhiều, như là phim điện ảnh có tựa Việt Everest, Người tuyết bé nhỏ, Điệp vụ biển đỏ, hoặc là phim truyền hình Có em là niềm kiêu hãnh của anh, Nhất sinh nhất thế, Lấy danh nghĩa người nhà. Tất cả đều đã được cơ quan chức năng vào cuộc xử lý bị cấm chiếu. Báo Thanh Niên cho biết, Cục Điện ảnh xác nhận bộ phim Thợ săn cổ vật bị cấm chiếu tại Việt Nam do chứa hình ảnh bản đồ đường lưỡi bò. Theo Cục Điện ảnh, để thu hút người xem, các bộ phim được Trung Quốc thực hiện dưới mắt kết hợp cùng những hãng phim nổi tiếng thế giới hoặc tham gia diễn xuất có các diễn viên hot như là Ngô Kinh, Tiêu Chiến, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử, Nhậm Gia Luân,